Mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online trên kênh YouTube Anh Khoa Official. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu cùng toàn thể quý vị thể loại đam mỹ và truyện đọc thượng ẩn từ nữ tác giả, nhà biên kịch Sai Cây Đảng, nguồn biên dịch web truyện online. Xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn. Cùng với các chương được giới thiệu trong lần này, chương 145 và 146 của truyện. Trước tiên, chương 145, thời khắc kỳ tích. Kỳ thực, từ buổi tối bà Lạc Nhân bắt đầu chạy trốn về nhà, cậu ta cũng đã dự cảm được sẽ có một ngày như vậy. Lựa chọn của Hải chẳng khác nào lựa chọn một con đường không có đường về. Cậu ta không thể nào mãi mãi chiếm vị trí chủ động, trốn tránh có nghĩa là quan hệ tan vỡ. Cậu ta lại không bỏ được cố Hải. Mâu thuẫn giữa hai người giống như vô số cây thanh sắt xiết vào người vậy, bẻ không ra, kéo không thẳng, đụng vào một chút thôi ngay lập tức xiết vào lồng ngực đến đau đớn, gục đầu không chút sức lực lên vai của cố Hải. Cậu là muốn nhai nát người này, muốn nuốt vào trong bụng, như vậy sẽ không cần phải lo lắng bị cậu ta ăn nữa, cũng không cần lo lắng cậu ta chạy trốn nữa. Cố Hải lấy tay đem đầu bà Lạc Nhân từ trên vai của mình đỡ dậy, vặn nó đối diện với mình, cưng chiều nhìn cậu, trong lòng giống như đang nói cậu là cái tên tiểu nhân hành tinh. Cả ngày hành hạ tôi như thế, làm cho tôi dương mắt nhìn, thèm ăn lại không được ăn. Trong lòng càng nghĩ càng thấy thèm, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Bà Lạc Nhân cũng nhìn cố Hải, trong đầu cũng mắng chửi cậu. Cậu là cái đồ mèo ham ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, cậu nha, miệng nhỏ một chút không được hả? Cần gì phải lớn như vậy, sớm muộn gì cậu cũng ăn no mà chết. Trong lòng hai người mắng nhau 2 phút, lại không biết xấu hổ, ngượng ngùng mà ôm lấy nhau, hôn nhau. Môi đàn ông cùng một chỗ, thiếu vài phần nhu tình và lãng mạn nhưng lại tràn đầy vẻ nhiệt huyết. Râu cỏ râu, sinh ra một luồng điện cao thế ở cằm, sau đó chạy xuống bụng rồi nổ tung ra khắp cơ thể mình. Thời gian dài như thế không gần gũi nhau, quả thực trong lòng có chút nhớ. Con sâu tham ăn trong lại bắt đầu ngọ ngoại. Tay của cố Hải đưa tới mép quần bà Lạc Nhân, thuận theo cơ bụng bằng phẳng di chuyển về phía trước. Bà Lạc Nhân thì trực tiếp đưa tay đặt ở giữa hai chân của cố Hải, cách qua một lớp vải mỏng manh, cảm thụ vật thể bừng bừng bên trong. Thân thể trong nháy mắt đạt đến nhiệt độ sôi. Tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập từ trong phòng khách. Ở thời khắc phiến tình cuồng nhiệt này, cố Hải đột nhiên ngừng động tác trong tay, từ tốn nói đi tắm đi. Bà Lạc Nhân nghiễm nhiên chưa thỏa mãn, cố Hải lại nói tôi không miễn cưỡng cậu, cậu hao tổn tâm sức dày vào tôi như vậy, tôi cũng có thấy chút mệt mỏi, tắm rửa xong rồi ngủ một giấc ngon đi. Dứt lời, bản thân đứng dậy đi trước, chậm rãi. Bà Lạc Nhân đi sau lưng của cố Hải, dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu ta chằm chằm rất lâu, đột nhiên cất bước đuổi theo. Cánh tay bóp cổ của cố Hải lạnh giọng nói, lạc mềm buộc chặt đúng không, cố tình giữ cho xấu đúng không? Cố Hải nhếch khóe miệng cười, biết rồi còn theo tôi qua đây à? Dứt lời, lách thật nhanh thân thể, đột nhiên đem cửa phòng tắm đóng lại. Nhìn cơn giận còn sót lại của bà Lạc Nhân chưa tiêu hết, cố Hải biết cậu ta đã đồng ý. Giúp tôi kỳ lưng một chút đi. Cố Hải xoay người hướng về phía bà Lạc Nhân. Bà Lạc Nhân không hề để ý tới cậu ta, tự mình cầm vòi hoa sen chậm rãi tắm rửa thân thể. Một giây sau, cố Hải đột nhiên đến trước mặt cậu, không nói lời nào đoạt lấy vòi hoa sen trong tay cậu, đem dòng nước vặn đến mức lớn nhất, phun tới chỗ của tiểu nhân tử. Đột nhiên cảm thấy ấm áp hội tụ tưới rửa bộ vị yếu đuối lại nhạy cảm, giống như có một bàn tay ôn nhu âu yếm nó. Chân của bà Lạc Nhân run run rẩy rẩy, thân thể lùi về phía sau mấy bước, muốn tránh kẻ đang điên cuồng kích thích mình. Hết lần này tới lần khác, tay của cố Hải phản ứng nhanh hơn, tưới rửa bộ vị của bà Lạc Nhân không rời. Thân thể bà Lạc Nhân lùi về phía sau, chạm đến mức bức tường lạnh lẽo, rung lên một cái thật mạnh, nhịn không được hừm một tiếng. Cố Hải cười lỗ mãng, thật sự rất kích thích, rên thêm một tiếng nữa nghe đi. Bà Lạc Nhân đưa tay lên, muốn đẩy cố Hải ra, lại bị cố Hải thuận thế túm lấy, cả hai tay ghim lên đỉnh đầu. Cố Hải hơi hơi cúi người xuống, dọc theo cổ bà Lạc Nhân bắt đầu liếm, cắn, nhẹ nhàng, chậm rãi, dòng nước chảy xuống từ đỉnh đầu, chạy dọc theo ngực, xuống nách, thắt lưng, bụng dưới. Bộ lông rậm giữa hai chân bà Lạc Nhân bị dòng nước cọ rửa ép xuống, đầu lưỡi của Hải càng quét một vòng, môi mỏng ngậm mấy sợi hàm răng nhẹ nhàng kéo ra, ánh mắt ngước lên, nhìn bà Lạc Nhân đầy khinh miệt. Bà Lạc Nhân cảm giác được đau đớn này dày đặc và tê dại hơn đó là cảm giác xấu hổ. Cô ta nặng nề thở hổn hển, đầu đẩy cố Hải ra, lại không để ý đến đồ đạc của mình đang ở trong miệng người ta. Trong phút chốc bị kéo căng nó chút đau, vẻ mặt vừa chịu đựng lại vừa hưởng thụ thật sự rất sinh động. Cừ vật dưới thân của cố Hải không cần bất kỳ cái gì đụng vào, bỗng chốc liền cương cứng vài phần. Hai thân thể ướt nhẹp ở dưới dòng nước cọ rửa kích thích, rất nhanh liền nóng hồng hập. Họ vuốt ve lẫn nhau, hôn nhau, chà sát, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nước chảy tạo thành một bản giao hưởng dâm mỹ, kích thích màng nhĩ hai người.
Bảo bối, rất muốn cậu. Cô Hải đem tay của Bạch Lạc Nhân đặt ở cự vật nóng hổi của mình. Cậu cho biết mình sốt ruột không chịu được đến mức nào. Môi Bạch Lạc Nhân giật giật không có gì. Cô Hải ôm lấy cậu, hôn cậu thật lâu, giống như một tiếng cam đoan không thốt lên lần này. Tôi nhất định sẽ thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu mà. Nằm ở trên giường, nhìn trước mắt trưng bày các loại dầu bôi trơn đủ mùi đủ vị, Bạch Lạc Nhân cảm giác mình giống như sắp lên pháp trường vậy. Cô Hải mở một bình nhỏ trong số đó, bóp một chút gel ra. Nhớ là điểm quan trọng trong sách dạy nhất định là phải kiên trì, cẩn thận, quyết không được nóng vội. Nào ngờ tiết tấu chậm rãi này làm cho Bạch Lạc Nhân cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu ta đợi thật lâu cũng không thấy Cố Hải có động tác gì nữa. Bỗng chốc tim đập vọt tới 180 nhịp, dồn dập thở hổn hển mấy cái, đang định chuồn xuống giường. Vô, đừng chạy mà. Cố Hải nếu một chân Bạch Lạc Nhân lại đem cậu ta kéo về. Trong đầu không ngừng tự trách, mày xem mày làm cậu ấy sợ đến mức này rồi, làm xong thì tự mình đi vào toilet vả miệng cười 10 cái đi. Bạch Lạc Nhân dùng gối che đầu, dáng vẻ tỏ ra mặc cho bị làm thịt. Cô Hải dở khóc dở cười, cậu buông lỏng một chút có được không hả? Lúc này, có nói gì thì Bạch Lạc Nhân cũng không nghe lọt, toàn thân đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đau đớn sắp tới, nhất định phải chịu đựng. Hai bàn tay của Cô Hải khe khẽ đặt trên mông Bạch Lạc Nhân, dịu dàng xoa bóp, muốn cho bắp thịt căng chặt của Bạch Lạc Nhân buông lỏng ra. Kết quả Bạch Lạc Nhân không chịu phối hợp, làm cho càng bóp càng chặt càng phải dùng lực lớn hơn mới có thể làm cho khối thịt buông lỏng xuống, cuối cùng càng bóp càng đau. Bạch Lạc Nhân đau quá mà kêu lên một tiếng, lấy tay ra sức mà đập xuống đệm. Lúc này Cố Hải mới phát hiện ra khối thịt này đã bị mình bóp đến tím rồi, mồ hôi trên trán không kìm được mà tuôn ra. Cậu ta biết mình trồng nghiệp chướng quá sâu. Nhân tử, được suy nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, cậu hãy coi như hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta đi có được không? Cô Hải hôn lên chớp mũi đầy mồ hôi hột của Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng ra gợi ý. Rốt cuộc tâm của Bạch Lạc Nhân dần dần bình tĩnh trở lại. Cô Hải hôn dọc sống lưng của Bạch Lạc Nhân rồi dần chuyển xuống phía dưới, hôn đến xương cục, cẩn thận dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh đó. Bạch Lạc Nhân cảm giác được vô cùng ngứa ngáy, toàn bộ thắt lưng cũng được tê dần. Cậu ta di chuyển thân thể muốn giảm bớt cảm giác không dễ chịu này, lại bị ngứa ngáy vây hãm xung quanh mãnh liệt hơn, bao vây chặt chẽ giống như có hàng vạn con kiến đang gặm từng mẩu xương của cậu. Cậu lập tức nắm chặt ga giường, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề, đại não bị bao bọc bởi hơi nóng. Cố Hải đang dùng hàm răng gặm mông Bạch Lạc Nhân, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm, cảm giác được chân Bạch Lạc Nhân kịch liệt run rẩy. Cố Hải nghĩ đã đi đúng đường, liền tách mông ra công kích vào bên trong, đầu lưỡi quét quanh bốn phía, chậm rãi hướng vào phía trong thẳng tiến. Bạch Lạc Nhân vừa sợ lại vừa chờ mong, ngón tay vò ra giường thành những bông hoa nhàu nhĩ. Rút cuộc đầu lưỡi của Cố Hải chọc vào tới cúc khẩu hung hăng, chèn chút vào bên trong, một dòng điện cao thế điên cuồng đánh tới, chân của Bạch Lạc Nhân co giật không thôi. Lưng eo cũng đột nhiên di chuyển, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Nếu chốc nữa mà để cho tôi phải đau buốt, bây giờ cần gì phải làm cho tôi thoải mái hả? Đây không phải là trước khi cậu đưa tôi lên thiên đường thì sao lại đạp xuống địa ngục hay sao? Lại lần nữa Cố Hải đổ thêm một ít dầu bôi trơn lên ngón tay, tiến hành kích thích phía trước của Bạch Lạc Nhân, rời đi sự chú ý của cậu, vừa dùng ngón tay ướt át chậm rãi đưa đẩy ở phía sau. Rất nhanh, ngón tay bị vách ruột ấm áp bọc chặt lại, Cố Hải đã nhẹ nhàng di chuyển, cười cười quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân, thế nào, tôi không có lừa gạt cậu chứ, một chút cảm giác đau cũng không có, phải không? Nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy đã tiến vào hả? Không bình thường à, kích thước bé vậy thôi à? Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn lại, hóa ra mới chỉ có một ngón tay mà thôi, một ngón tay cậu còn khoe khoang cái gì hả? Bạch Lạc Nhân dùng đùng đùng nổi giận quay đầu đi, trong lòng không khỏi than trời một tiếng, còn rất sớm, tiếp tục chịu đựng đi. Cố Hải đưa ngón tay thứ hai đến liền cảm giác được lực cản rất lớn. Cô ta vỗ vỗ mông Bạch Lạc Nhân, khuyên cậu thả lỏng. Bạch Lạc Nhân cắn răng không lên tiếng, thân thể lại có chút không chịu phối hợp. Cố Hải không thể làm gì khác hơn là đổ thêm một chút dầu bôi trơn, gia tăng kích thích đằng trước. Thừa dịp Bạch Lạc Nhân đang hít thở điều hòa, tinh thần lại bị đánh lạc hướng, thừa cơ ấn vào. Cảm giác thế nào? Bạch Lạc Nhân ăn ngay nói thật, không dễ chịu lắm, có chút căng chướng. Cố Hải rất có lòng tin, yên tâm đi, một lát nữa sẽ tốt hơn thôi. Ngón tay của cậu chậm rãi di chuyển, tiết tấu hô hấp của cậu cũng theo nó mà thay đổi, lúc nhanh lúc chậm, dần dần Bạch Lạc Nhân cũng thích ứng được với loại kích thích này. Cảm giác khó chịu càng lúc càng giảm, một loại cảm giác kỳ dị nâng lên, không biết có được tính là thoải mái hay không, nhưng ít nhất cũng là rõ ràng cảm giác được loại kích thích này không hề khó chịu. Nhiệt huyết của Cố Hải bắt đầu sôi trào, mỗi lần ngón tay đi vào cũng có thể cảm giác được vách ruột ấm áp chặt chẽ bao vây lấy ngón tay cậu. Khoái cảm quen thuộc xông lên tâm trí, làm cho cậu có chút không thể chờ đợi được, muốn nhớ lại cái cảm giác sướng đến phát điên hôm đó. Không được,
không thể nóng lòng, trong sách nói phải thêm một ngón tay nữa mới được, nhất định phải hoàn toàn khuất chương. Đối với cái tính tình nóng nảy của Cố Hải mà nói, nó như một thách thức to lớn với sức chịu đựng như vậy. Lại căng trướng thêm vài phần, Bạch Lạc Nhân có chút chịu không nổi, quay đầu nói, cậu rút cuộc, rút ngón tay ra được hay không vậy? Vẻ mặt của Cố Hải đau đớn, thật vất vả nhét vào, cậu lại bảo tôi là phải rút ra, cậu đang muốn nghẹn chết ông lớn nhà tôi hay sao? Chịu đựng thêm một chút nữa lập tức sẽ tốt hơn thôi. Cố Hải kiên nhẫn lấy lòng tiểu nhân tử, cuối cùng cũng đem ba ngón tay nhập động. Qua 2 phút tất cả đều đã chuẩn bị xong. Cố Hải hơi nheo mắt lại, sau đó liền mở ra lần nữa, ánh mắt nhấp nháy. Sau đây chính là thời kỳ tạo nên những thời khắc kỳ tích đây. Chương 146 của truyện độc Thượng Ẩn. Hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, Cố Hải đem tất cả dầu bôi trơn còn dư lại bôi lên cự vật của mình, làm cho nó trơn bóng. Vừa ấn hông Bạch Lạc Nhân xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi ấn vào bên trong. Trong nháy mắt đó, hai mắt Bạch Lạc Nhân nhắm chặt lại, khớp hàm cứng đờ, kẹp chặt, hô hấp tạm ngừng, vẻ mặt cứng ngắc, chỉ có gân xanh trên cổ đang đập mới chứng minh cậu vẫn đang còn sống. Vừa rồi Cố Hải cũng không dám hít thở nữa. Lúc này phát hiện Bạch Lạc Nhân cũng kêu la không rống giận, liền như thư thái mỉm cười. Bây giờ tin tưởng tôi chưa? Tôi nói không làm cậu đau, nhất định sẽ không làm cậu đau mà. Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn mấy giây, sau đó không báo trước mà rống lên. Tôi tin cái thằng cha nhà cậu, làm sao mà không đau hả? Đau chết mất. Cố Hải dừng một chút, vẻ mặt không cách nào tin được. Không thể nào chứ, vừa ba ngón tay cùng đi vào thì Lý Tuyết là không định vấn đề mà. Ba ngón tay. Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi quay lại phía sau, tức giận mắng, nhìn thấy kia mà ba ngón tay hả? Cái của nợ kia của cậu cũng phải 5 ngón tay à? Cố Hải nhìn xuống hài hước hỏi, cậu đang thổi phồng lên hay đang khen tôi thế? Bạch Lạc Nhân không có chút sức lực, nằm sấp trên giường, mắt ngơ ngác nhìn hoa văn chạm trổ trên đầu giường á, không ngừng đả kích bản thân. Đáng đời, đủ đần này, cậu ta nói không đau mày liền tin hả? Cố Hải lại đẩy vào trong một cái, xương cốt Bạch Lạc Nhân nắm chặt lại kêu răng rắc, thật sự không chịu nổi mà, nằm sấp ở trên giường hu hu kêu gào. Lần này Cố Hải không dám di chuyển nữa, thân thể nhẹ nhàng nằm sấp lên lưng Bạch Lạc Nhân, tay xoa xoa ở cổ Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi, thật sự đau hả? Nói thừa, vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra cầu xin, cậu rút ra đi đã. Cố Hải không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là từ từ rút ra. Kết quả là Bạch Lạc Nhân càng chịu không nổi, tan vỡ, kêu một tiếng, dừng lại, rút cuộc cậu bảo tôi đâm hay là rút đây? Bạch Lạc Nhân hổn hển, thở nặng nề, mệt mỏi nói, cậu dừng di chuyển, cứ như vậy mà đợi đi. Tôi không đợi được, Cố Hải ăn ngay nói thật, ai đến mức này rồi có thể đợi được chứ hả? Không đợi được cũng phải đợi nữa. Bạch Lạc Nhân bất chấp mọi thứ, đợi mềm nhũn rồi rút ra. Kết quả Cố Hải thật sự cứ như vậy mà đợi một lát sau. Bạch Lạc Nhân chẳng những thoải mái hơn mà còn càng khó chịu. Lúc này Cố Hải vỗ phía sau lưng của cậu nói, này, hình như nó càng cương to hơn. Hai má Bạch Lạc Nhân cũng đều tái xanh, hôm nay cậu hoàn toàn lên thuyền giặc rồi. Trong phút chốc vô số tâm tình xông lên đầu, khuôn mặt bình thường gặp tình huống éo le đến mức nào cũng chưa bao giờ sợ hãi lúc này, không cố tỏ ra cứng rắn được, vô cùng khổ não nhìn bầu trời đêm, đâu mới là an toàn cho mình để trốn đây chứ hả? Cố Hải bị bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân làm cho chọc cười, nhưng không được hôn lên má cậu mấy cái. Bạch Lạc Nhân thì hờ hững, Cố Hải lại hôn lên một cái nữa, ôn nhu dỗ dành nói, được rồi, cũng được đến mức này, cố gắng thêm một chút sẽ qua, coi như cũng chỉ đau một chút thôi. Lần trước cậu làm tôi, lúc đầu tôi cũng đau, lúc sau cũng rất thoải mái, không phải lừa cậu đâu. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân sáng lên, ủa hay là chúng ta đổi vị trí lại được không? Đừng mà, vậy không phải cậu chịu đựng vô ích hay sao? Trời ơi, Bạch Lạc Nhân thống khổ dùng đầu đập xuống đệm giường. Cố Hải vừa cười cười vừa đổ thêm một chút dầu bôi trơn lên, chậm rãi di chuyển, tốc độ thật chậm. Cậu ta cũng khó chịu, Bạch Lạc Nhân cũng khó chịu. Cậu ta cố gắng kích thích phía trước Bạch Lạc Nhân thật tốt, làm giảm bớt thống khổ cho cậu. Lần đầu tiên ra vào phải hơn một phút đồng hồ. Cả Cố Hải nhìn đồng hồ cùng với Bạch Lạc Nhân, dựa vào thể lực của cậu ta mà cứ theo cái tốc độ này thì có khi một đêm cũng không xong được việc nữa. Bạch Lạc Nhân bất chấp khó khăn nói, cậu nhanh lên một chút đi, tôi sợ cậu đau mà. Bạch Lạc Nhân đã tuyệt vọng hoàn toàn, đau dài không bằng đau ngắn. Cố Hải không nghe theo cậu, hoàn toàn dựa theo tiết tấu của mình mà ra vào. Lần thứ hai giống như không khó lắm vậy đó, nửa phút đồng hồ nữa lại trôi qua. Lần thứ ba thuận lợi hơn, 10 giây đồng hồ, dần dần tốc độ của Cố Hải nhanh hơn. Hàm răng của Bạch Lạc Nhân cắn
rất gắt gao, đau cũng không lên tiếng nữa. Đến phía sau không còn biết là đau hay tê liệt gì rồi nữa, dường như cảm giác không quá đau. Cậu ta thử thả lỏng khớp hàm, thư giãn, thở một chút, giống như thực sự không đau lắm. Quay đầu liếc mắt, nhìn. Cô Hải từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ, dâm dục như muốn giết người. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, cậu không cần đắc ý, sớm muộn gì cũng có ngày cậu chịu tội tôi thôi. Cô Hải đã triệt để đi đắm chìm vào bên trong vách của ruột chặt hẹp của Bạch Lạc Nhân, ý thức phóng đãng hồi tưởng lại hành trình phấn đấu của bản thân, có gian khổ, có thất bại, nhưng đến phút giây này có bất cứ điều gì cũng đều đáng giá. Rất phê, rất chặt, rất ấm nóng, sướng đến mức cậu ta muốn thô bạo mà làm. Cô Hải đã triệt để đắm chìm vào bên trong vách ruột chặt hẹp của Bạch Lạc Nhân, ý thức phóng đãng hồi tưởng lại hành trình phấn đấu của bản thân, có gian khổ, có thất bại, nhưng đến phút giây này thì bất cứ thứ gì cũng đều đáng giá. Rất phê, rất chật chặt, rất ấm nóng, sướng đến mức cậu ta muốn thô bạo mà làm. Cô Hải đột nhiên thúc một cái, vốn về mặt Bạch Lạc Nhân đang bình tĩnh trở lại lại bị làm cho căng thẳng, tay cào mép giường đau xót, nói đau quá. Cô Hải mở mắt ra, tỉ mỉ quan sát đến gương mặt của Bạch Lạc Nhân, tay khẽ vuốt ve trán của cậu. Cậu cảm thấy, cảm thụ kỹ lưỡng một chút, thật sự là đau hả? Dứt lời lại hung hăng thúc một cái nữa. Trời ạ! Bạch Lạc Nhân cảm giác mình giống như là bị điểm trúng huyệt đạo vậy. Trong phút chốc, cảm giác tê dại tràn ra toàn thân, không thể nói là khó chịu. Sau khi qua một hồi khó chịu, rất nhanh lại thay đổi, cơ thể lại trở nên đặc biệt thoải mái, giống như xương cốt cũng đều mềm nhũn ra. Cô Hải liên tiếp thúc vài cái, trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân co quắp cơ thể, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vỡ nát khe khẽ, dưới thân giống như bị điện giật vậy, nhịn không được nắm lấy cánh tay của Cố Hải khẩn cầu cậu ta dừng lại đi. Nơi chính là nơi này, trong nháy mắt của Cố Hải kích động không thôi, lại một lần nữa thô bạo mà thúc vào, mạnh mẽ đâm vào điểm đó. Bạch Lạc Nhân nâng cổ lên, vẻ mặt thống khổ dị thường, nhưng vẻ thống khổ này khác với vẻ thống khổ của đau đớn. Cố Hải có thể cảm nhận được rõ ràng, ở giây phút kia Bạch Lạc Nhân vô cùng sung sướng mà. Cố Hải lại hung hăng đưa đẩy một chút, sau đó dùng giọng mị hoặc hỏi, đâm tới không? Khuôn mặt tuấn tú Bạch Lạc Nhân trướng hồng, chau mày chết cũng không thừa nhận nữa. Cố Hải hơi rướn người lên, làm cho góc tiếp xúc chặt chẽ hơn, vừa mãnh liệt vừa lại kích thích. Hông của Bạch Lạc Nhân run rẩy kịch liệt, đầu ngón chân gắt gao bấm xuống đệm giường, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, hô hấp đã sớm loạn rồi. Đâm tới không? Cố Hải lại hỏi. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân rất chịu đựng, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Trong phút chốc mê hoặc, Cố Hải đến phát điên phát dại, tinh thần dữ dội đến ác liệt, phải hỏi ra đáp án mới thôi. Cậu ta nâng một chân Bạch Lạc Nhân lên, khoác lên vai, ép Bạch Lạc Nhân nghiêng người qua một bên, một chân khác bị đè lên. Tư thế này dễ dàng hơn cho việc kết hợp, lại có lực kích thích mạnh mẽ. Hông của Bạch Lạc Nhân lại bị Cố Hải kẹp chặt, hai chân mở rộng ra, cảm giác bị sỉ nhục còn chưa kịp tập kích trái tim đã bị kích thích liên hồi tập kích tâm tình. Khoái cảm giống như nổ tung từ dưới thân vọt lên, một đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước, còn chưa kịp hưởng thụ đã bị dòng điện cao thế xuyên qua cơ thể hoàn toàn, đánh mất năng lực suy nghĩ. Hông của Cố Hải như máy phát điện, tần suất cường độ rất khinh người. Cậu ta ngạo mạn nhìn Bạch Lạc Nhân, khí thế cường đại giống như muốn thôn tính toàn bộ cơ thể cậu. Cuốn họng cứng rắn của Bạch Lạc Nhân thốt ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Cậu ta cảm giác sắp điên rồi, thân thể hoàn toàn không thể khống chế được. Cố Hải bóp cầm Bạch Lạc Nhân, sâu kín hỏi, đâm tới không? Bạch Lạc Nhân khăng khăng bướng bỉnh đến cùng. Lúc Cố Hải thúc vào lần nữa, trực giác Bạch Lạc Nhân mách bảo cậu ta không chịu nổi được nữa. Phía trước đã sưng phát buốt rồi, mỗi một giây đều gần tới trạng thái bùng nổ, nhưng lại vẫn kém một chút. Cậu ta cảm thấy nếu cứ như thế nữa thì sẽ hành hạ cậu chết mất, nên đành đưa tay xuống phóng túng bản thân, lại bị Cố Hải nhanh tay hơn ngăn lại. Sau đó Cố Hải nắm lấy cự vật của cậu, nhưng mà không phải giúp cậu bắn ra mà là ngăn của cậu bắn. Phía sau vẫn được một lực thô bạo ra vào, đau đớn đã sớm biến mất, thân thể Bạch Lạc Nhân giống như bị thiêu đốt vậy. Phía trước tích tụ bao nhiêu năng lượng đến mức cậu ta thực sự khó thở, phía sau dòng điện như thủy triều cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào phía trước, cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô Hải đột nhiên kéo dài động tác, từng cái một, hung hăng lại chuẩn xác, mỗi một lần đâm xuống lại hỏi một câu, mỗi một lần đâm xuống lại hỏi một câu, đâm tới không, đâm tới không, đâm tới không. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân sụp đổ mà gầm nhẹ một tiếng, đâm tới rồi. Mồ hôi trán của cô Hải từng hạt chảy xuống theo gò má đến cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, ngoan, chúng ta cùng nhau bắn. Trong phút chốc, dưới thân như có thiên quân vạn mã gào thét, kích thích tần số cao khó có thể tìm được khe hở, cả người Bạch Lạc Nhân như đặt trong hơi nóng, bị ngọn lửa hừng hực quấn xung quanh đốt cháy. Trong cơ thể giống như cất giấu viên đạn, mỗi một viên khi nổ đều làm cho một dây thần kinh co giật một trận, trong nháy mắt đạt đến cao trào, sau đó biến thành cảnh tượng huyền ảo, dục tiên dục tử, nhẹ nhàng thổi qua có một chút hư không.
Đến khi bà lạc nhân tỉnh hồn lại, một tên tham lam đã đem toàn bộ quá trình dâm mỹ này của cậu thu lại trong đáy mắt. Ngày hôm nay cô hãy sướng đến phát điên, đặc biệt cái giây phút cuối cùng ôm chặt bà lạc nhân phi đến đỉnh cao trào. Lúc nghe bà lạc nhân không khống chế được gầm nhẹ bên tai, quả thực muốn đem cậu ta trực tiếp làm đến chết. Sung sướng quá đi. Cô Hải ôm vai bà lạc nhân, hào hứng nói, bảo bối, cảm thấy thế nào, nói với anh trai một chút. Bà lạc nhân quét một đấm lên má trái của cô Hải. Anh, ai là anh trai hả? Ai là em trai hả? Cô Hải xoa xoa má trái của mình một nói đùa chí dởm. Được lắm, vẫn còn sức lực à. Chứng minh vừa rồi tôi thao cậu chưa đủ hả? Hay là một lần nữa nhé. Dứt lời lại đè lên người bà lạc nhân. Bà lạc nhân gắt gao bóp cổ của cô Hải, hận không thể bóp chết cậu ta. Hai người trên giường náo loạn một trận. Cuối cùng cô Hải buông tay trước, ôn nhu nói, được rồi, đi tắm đi, tắm rửa xong rồi ngủ sớm một chút. Ta vừa nghe qua hai chương 145 và 146 của truyện đọc Thượng Ẩn từ nữ tác giả, nhà biên kịch Sài Cây Đảng. Và anh Khoa hẹn gặp lại tất cả quý vị ở các chương tiếp theo trong chương trình đọc truyện online trên kênh YouTube của mình, Anh Khoa Official. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.犹豫不决的手，向前慢慢走，一起慢慢走。